Xin mời các bạn nghe một Việt Kiều 60 tuổi, Việt Kiều Mỹ nha, đi về Việt Nam. Về Việt Nam từ khi 56, 57 tuổi kia. Ông ta nói là ông tên là Năm Lúa. Ông ta nói là ông ta là Việt Kiều già 60 tuổi. Đó là anh nói nha, chứ còn tôi không có chê ai già ai trẻ hết trơn. Cuối cùng ai em già thôi, mà cuối cùng tôi 60 thôi, làm sao thoát được các bạn. Các bạn vậy đúng không? Một Việt Kiều già 60 tuổi đang ở Việt Nam, và bây giờ các bạn hãy nghe ông ta kể lại cái chuyện đầu tiên mà đến Mỹ định cư như thế nào. Vui vui nha, Việt Kiều chia sẻ. Bây giờ này các bạn nghe nha, nhưng mà tôi nói qua cái anh này á, là anh qua Mỹ lúc 40 tuổi và nói là anh ở Mỹ tới 20 năm rồi. Khi thì nói 40, khi thì nói 20, nhưng mà tôi nghĩ là 20. Tôi nghĩ như vậy nha. Thì bây giờ này, các bạn nghe anh kể cái chuyện như thế nào nha. Để mình nghe, chia sẻ cho vui mà. Bắt đầu nha. Đây, 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 đây. Đây nha, đây nha. Được chưa? Bắt đầu nghe. Nghe các bạn nha. Mình nghe tới đâu là mình bình luận tới đó cho nó vui. Thì mình sẽ không còn ngỡ ngàng khi nghe những lời tôi chia sẻ cho bà con gần qua Mỹ định cư. Cái video này là anh làm cả chừng 30 phút, nhưng mà tôi đã nghe qua rồi, tôi chọn lọc những cái đoạn nào mà tôi cần, tôi phân tích, tôi chia sẻ cho các bạn. Còn anh, tại vì anh hay nói đi lặp lại rồi nói bâng quâng từ chuyện này sang chuyện đó. Cho nên tôi chọn lọc để đỡ mất thời gian chúng ta nha. Bây giờ tiếp tục. Anh cố ý là chia sẻ cho những người á, mà chuẩn bị đi Mỹ để biết, để mình xem thử là anh chia sẻ thế nào. Cái này cũng có lợi cho nhiều bạn mà đang chuẩn bị có giấy tờ mà đi Mỹ, cũng như đi định cư các nước tương tự, như ví dụ như Canada tôi đang ở, ví dụ như Anh, như Úc, vân vân chẳng hạn. Mình cũng nghe để mình biết đúng không? Nhưng mà đó là cái cách là chia sẻ thôi, nhưng mà tôi thì tôi nghe và các bạn nghe để mình hiểu như thế nào, và tôi bổ sung được cái gì tôi bổ sung. Những người mà gia đình bảo lãnh qua Mỹ định cư đó, tôi chia sẻ riêng về cái phần này. Ngày đầu gọi như là anh Năm Lúa này là anh đi qua Mỹ là được người trong gia đình bảo lãnh, đi cái diện bảo lãnh. Thì cái diện này nó rất là phổ biến ở Mỹ. Chứ còn không phải anh đi cái diện HO, anh được người ta bảo lãnh, người trong gia đình bảo lãnh. Cho nên các bạn nào mà sẽ có cùng cái hoàn cảnh thế này là các bạn cũng phải lưu ý để học hỏi được kinh nghiệm hơn, để mình hoàn thiện hơn khi đến Mỹ hay là các nước khác chẳng hạn. Nhưng mà ở Mỹ cái chuyện bảo lãnh nó dễ hơn nước khác nhiều nha, dễ hơn Canada nhiều lắm. Canada bảo lãnh là khó lắm các bạn. Thôi bây giờ mình nghe nha. Tin mình ra sân bay, con người hớn hở vui vẻ, nghĩ rằng ta đây sẽ qua đến Mỹ định cư chắc cũng là vui lắm đây. Mình đi lập nghiệp một nơi xứ lạ với người, trong lòng cũng nôn nao xôn xao xao xuyến, cứ nghĩ rằng mình đi đến nước Mỹ là sau này mình sẽ khác hẳn, mở tiệc chia tay anh em cùng bạn bè cùng người. Đó là cái hoàn cảnh của anh Năm Lúa. Thì qua câu chuyện anh ta kể là anh ta rất thuận lợi các bạn. Nếu bạn nào mà chuẩn bị đi định cư Mỹ hay nước khác á, mà thuận lợi như anh Năm Lúa này, tôi xin chúc mừng. Thì đúng là cái tâm trạng của anh như vậy, anh kể ra như vậy thì tôi nghĩ nó cũng hợp lý. Nhưng bây giờ thôi, tôi kể chuyện tôi lòng chuyện tôi kể các bạn này. Anh Năm Lúa là anh đi qua Mỹ định cư là theo cái diện người gia đình bảo lãnh, sướng lắm các bạn. Người ta làm hồ sơ cho anh hết, đến ngày là anh chỉ việc lên máy bay anh đi thôi. Và anh tới sân bay là có người nhà ra đón chắc chắn như vậy, có thể anh không kể trong này, và được người nhà nuôi ăn ở trong một thời hạn nhất định, ví dụ như 3 tháng, 6 tháng gì đó. Cái này nhà nước người ta quy định nha, tại vì người mới tới người ta bỡ ngỡ, người ta không biết gì hết, thì cái người bảo lãnh phải có trách nhiệm về tài chính cũng như chỗ ở cho cái người được bảo lãnh. Là sau thời gian đó thì cái người mà được bảo lãnh đi làm rồi thì họ mới họ có đủ thu nhập, họ tự tách ra. Đó là quy định đàng hoàng nha. Bên Canada tôi cũng vậy. Ví dụ như là bảo lãnh ai đó, thậm chí bảo lãnh mà những người mà tị nạn, là những người bảo lãnh phải có tiền, rồi phải cam kết
là giúp cho những người mà được bộ lãnh trong thời gian mấy tháng đó, tôi cũng biết 6 tháng chẳng hạn, để họ có công ăn việc làm đàng hoàng, rồi lúc đó thì họ mới tách ra được. Thì anh Năm Lúa anh được như thế thì rất là sướng. Cho nên khi anh tới sân bay là chắc chắn có người nhà ra, từ người nhà ra đón, xong là người nhà đem về nhà cho ăn cho ở, rồi hướng dẫn học lái xe, rồi thậm chí hướng dẫn đi tìm việc làm cho nữa, thậm chí người ta xin việc làm giùm cho nữa. Như vậy cuộc đời anh này là tương đối sướng các bạn, ngay ban đầu này là sướng, tôi giúp nó tuyệt đối như vậy là cũng tương đối cũng được đó chứ nữa, sướng hơn tôi nhiều các bạn. Bây giờ tôi nghe anh kể thế này nữa thì các bạn á, tôi thèm, tôi chảy nước miếng, anh sướng vô cùng. Rồi anh đi được tiệc tùng ở nhà đưa tuyển đi, rồi bên tới nơi bên kia là có người đón, không có gì hạnh phúc bằng. Rồi về nhà ở, rồi cho học, đi học lấy xe, rồi xin việc làm, trời ơi là trời, nó sướng vô cùng các bạn. Tôi định cư Canada các bạn nha, thì bản thân tôi là tự làm hồ sơ, cho tôi cũng thuê dịch vụ hay luật sư gì nữa, tôi tự mày mò tôi làm. Để làm gì? Để tiết kiệm chi phí, không ai bảo lãnh tôi hết, tôi tự làm, tôi đi theo cái diện mà tôi tự đi. Rồi khi tôi đi là tôi có vợ, có con, tôi na theo nữa, và tôi cũng tổ chức tiệc tùng như thế các bạn. Tôi thằng âm thầm lặng lẽ tôi đi. Tại vì tôi cũng biết là qua bên kia cái cuộc sống mình nó sẽ như thế nào, và tôi cũng hy vọng gì nó thành công hay không thành công. Cho nên tôi cũng tiệc tùng như thế, tôi thậm chí tôi cũng báo hết. Tôi lặng lẽ tôi lên sân bay, tôi đi một mình. Rồi khi mà tôi xuống sân bay không có ai đón ai đưa hết, tại vì tôi đi mình, không có ai quen biết gì bên này đâu, tôi không quen biết ai hết. Cũng ai đưa ai đón gì hết các bạn. Đi xuống sân bay rồi tự động đi về khách sạn ngủ, thuê vài ban ngày, xong rồi mới tự đi tìm chỗ ở, đi thuê chỗ ở. Xong rồi tự mày mò đi làm giấy tờ, tự mày mò đi học lái xe, rồi tự mày mò đi kiếm tiền, đi làm đi kiếm tiền. Trời ơi, nhớ là cái cảnh nó buồn ghê gớm các bạn. Nhưng mà cái thời điểm mà tôi qua cách đây 10 năm, nhưng mà tôi vẫn tỏ ra rất là lạc quan, rất là tự tin và rất vui vẻ. Mặc dù trong lòng thì cũng có một cái gì đó gọi là lo lắng. Còn tôi bạo gan đó các bạn, mặc dù không ai giúp đỡ gì hết nhưng mà tôi vẫn tự làm, và bây giờ tôi cũng cảm thấy ổn định. Giàu có thì chả giàu có hơn ai, nhưng mà đói khổ thì cũng phải đói khổ. Nhưng mà nói cái chuyện anh Năm này, anh rất là sung sướng, rất là may mắn. Tại sao tôi nói vấn đề đó? Tại vì anh là người may mắn như vậy, anh sung sướng như vậy. Mà bây giờ là anh nói là ở Mỹ cực khổ, anh bỏ về Việt Nam, anh nghỉ hưu sớm, rồi anh quay lại là anh chê Mỹ thế này thế nọ, Mỹ cực khổ, Mỹ thế này, Mỹ thế kia. Đó, vấn đề cái chỗ đó. Chứ còn đây tôi chia sẻ cái video của ảnh, lẽ ra tôi cũng nói phần tôi, nhưng mà tôi lòng phần tôi vô để các bạn thấy hai cái sự so sánh giữa cuộc đời tôi ở nước ngoài và cuộc đời của anh Năm Lúa ở Mỹ. Nó hoàn toàn nó khác nhau. Các bạn thấy tôi bi đát lâm ly vô cùng, đâu phải sướng nhạnh. Tiếp tục. Tôi nói thiệt đó nha, không phải tôi nói giỡn nha. Thiệt đó nha, tiếp tục nha. Anh để đi, lúc đó thì cảm thấy rất là vui và rất là nôn nóng để bước chân được lên chiếc máy bay qua Mỹ. Trên con đường bay qua Mỹ thì trong lòng bạn sẽ thấy xôn xao và nôn nao mong đến ngày được bước chân vào nhà của người bảo lãnh mình đó. Sướng chưa? Bạn lên sân bay bạn thấy nôn nao xao xuyến để được bước chân vào nhà của người bảo lãnh mình. Trời ơi là trời, hạnh phúc không bằng. Các bạn biết tôi ước là máy bay như vậy mà tôi lo lắng đủ thứ hết đó. Có nhà có cửa gì hết đó. Mà khi mà sân máy bay nó hạ xuống Vancouver, Canada một cái mà là tôi choáng luôn. Mà sân bay thì nó rộng rãi, đi ra thành phố thì nó mênh mông bát ngát, mình chả biết đường mô tê mà lần. Thế là cặm củi đi vào khách sạn ở, rồi từ từ đi thuê nhà, chứ đâu có sướng như anh Năm Lúa. Bước tới sân bay là có người nhà ra đón chắc chắn luôn, rồi vào người nhà bảo lãnh ở, có cơm ăn. Trời ơi là trời, mà hạnh phúc quá anh Năm ơi. Tôi nói thì anh kể tôi thèm ghê gớm lắm. Cho nên các bạn nào mà được gia đình bảo lãnh, đó là một niềm hạnh phúc các bạn. Và các bạn hãy luôn luôn ghi nhớ và đền ơn những người đó. Tôi nói thiệt. Còn bây giờ các bạn nghe nè, anh quay lại ảnh lại là trách móc cái người bảo lãnh ảnh rất là vô lý. Cho nên tôi nói cái chuyện này với các bạn nghe. Tiếp tục. Là không biết là như thế nào đây, nhưng mà cuối cùng thời gian nó cũng đến, chỉ có hai thì bay trong vòng một ngày đi,
một ngày một đêm là đã tới Mỹ rồi. Đó, thì khi xuống sân bay thì chắc chắn là gia đình bảo lãnh của mình đó ra đón mình về gia đình ở. Thấy chưa, sướng không? Trời ơi, chắc chắn ra gia đình đón mình về ở. Trời ơi, đón tại sân bay, ôm hôn ríu rít rồi đưa lấy xe chở về nhà rồi chỗ ăn chỗ ngủ dọn dẹp. Trời ơi, nó sướng quá. Anh đừng kể nữa, anh kể mà tôi ganh tị thiệt. Anh kể tôi ganh tị anh á. Khi xuống sân bay thì nói chung là rất là vui khi người Việt Nam mình qua gặp người nào mà cái mặt giống người châu Á mình á, giống người Việt Nam cũng hỏi bằng tiếng Việt, nhưng thật ra là người ta không phải người Việt Nam. Nhiều khi người ta là người Philippines, người Singapore, nói chung là người dần dần mình là giống mình lắm. Mình hỏi người ta lắc đầu hoặc là người ta... Trời là trời. Có chuyện là thiệt hả? Anh đi tới sân bay, anh nói là mình nói tiếng Việt họ không hiểu, với họ lắc đầu thế này đó. Nhưng mà tìm hiểu ra họ không phải người Việt, họ là người Singapore, họ là người Nhật, họ là người Hàn, họ là người Philippines gì đó. Trời kỳ trời. Anh nói thiệt hả anh Năm? Mà lúc anh Năm đi là lúc anh Năm 40 tuổi nữa nha, chứ không phải anh Năm 4 tuổi. Nếu anh Năm 4 tuổi thì tôi không nói, đây anh Năm là 40 tuổi rồi. Mà anh nói tới sân bay là anh gặp những người mà giống như anh á, để anh nói tiếng Việt mà họ không hiểu, họ lắc đầu. Té ra là họ là người Nhật, người Hàn, người Philippines. Trời là trời. Như vậy anh Năm này 40 tuổi nghe, như là ở Việt Nam á, hình như anh tưởng á, Việt Nam là một cái đất nước coi như là duy nhất trên thế giới này, đúng không? Hoặc là anh nghĩ là coi như là hình như anh nghĩ là không có châu Á, châu Á là chỉ có Việt Nam thôi. Cho nên anh tới sân bay Mỹ, anh thấy mấy cái người giống giống ảnh á, anh tưởng là người người Việt Nam là nói tiếng Việt, họ lắc đầu. Hoặc là anh nghĩ thế này, hoặc là anh nghĩ tiếng Việt á, là cái tiếng phổ biến trên toàn thế giới. Coi như là trên thế giới này ai biết nói tiếng Việt hết trơn á. Cho nên anh tới sân bay ở bên Mỹ, anh thấy những người châu Á là nói tiếng Việt, nhưng mà họ không hiểu, họ lắc đầu. Đầu tiên anh nghĩ chắc người ta coi thường ảnh, nhưng mà cuối cùng không phải, họ không hiểu, họ lắc đầu, họ không hiểu. Trời ơi trời, 40 tuổi rồi đó mà đi qua mà nói như vậy các bạn, hàng chi ở Mỹ thời gian đi về đúng rồi gì nữa. Thôi tôi không dám nhận xét anh nói, ông nói tôi nhỏ hơn mà tôi nói ảnh không có tốt. Thôi bây giờ mình nghe tiếp, mình tiếp nha. Nói cái tiếng Anh hay gì đó cái mình cảm giác rồi sắp kỳ vậy ta. Mới gì bước chân ra sân bay đi chưa tới Mỹ đã có một điều lạ lạ rồi đó. Cái người mà người ta giống Tây rồi mình không nói nha, nhưng mà cái người ta giống mình á nhiều lắm, nhưng mà thật ra là người ta là người nước ngoài đó. Mình hỏi anh có phải gì đâu không, người ta cũng không có biết đường trả lời đó. Hoặc là mình hỏi con đường này đi đâu, mình muốn người ta giúp á, mình cũng người ta không biết đường trả lời đâu. Cái chuyện này mà cũng chia sẻ. Anh Năm nghĩ ai như anh Năm hết trơn. Bây giờ người Việt Nam người ta rành lắm. Hay là cách đây 20 năm anh như vậy, cách đây 20 năm cũng mới đây mà. Nên đâu đến nỗi mà tệ vậy anh Năm. Nếu anh á, mà đi qua Mỹ lúc 4 tuổi tôi không nói. Mà đi anh đi qua Mỹ 40 tuổi mà anh lại đi chia sẻ cái chuyện này. Thấy buồn cười quá. Anh nghĩ ai nói tiếng Việt được hết à? Hay là anh nghĩ cả châu Á này đều nói tiếng Việt hết, những người mà Á cho giống như anh này nói tiếng Việt hết. Nó thấy là lạ, tôi thích cái gì đâu mà lạ, các bạn có thấy lạ không các bạn? Vui nha, vui vui vui. Nói tới này bình luận vui thôi nha, chứ không phải có ý coi thường anh Năm có đâu nha. Tại vì anh chia sẻ cho nên là tôi chia sẻ lại. Tại vì anh chia sẻ, anh còn để trên kênh của anh, bây giờ tôi chia sẻ lại nha. Tôi không phải tôi cười anh đâu, mà tôi chia sẻ lại cho khán giả tôi nghe. Tiếp tục, tiếp. Nhiều khi đó là không phải người Việt Nam hên thì nhiều khi là người Việt Nam ta còn trả lời cho mình hiểu cái gì đó. Mình càng khi đi sân bay mình sợ lạc đường đó. Nhưng mà nhiều khi cái người giống mặt của mình, nhưng mà biết đâu người Nhật hoặc là người không biết đường đi. Đó, anh cứ lặp đi lặp lại hoài vậy đó. Cho nên là tôi ngắt các bạn, các bạn thông cảm nha. Cái video anh dài, thật ra nó vỏn vẹn ở chừng 3-4 phút á. Tiếp tục. Mà chưa già lậm cậm nữa, 60 tuổi còn trẻ mà, thấy nhìn thấy đẹp trai phong độ lắm. Tôi muốn tới cái thì bạn cứ học vài câu tiếng Anh á, bạn nói khi vào nhà ở ngày thứ nhất, tắm rửa nấu nướng ăn uống mọi thứ gia đình đoàn tụ. Bây giờ anh kể là tới nhà người bảo lãnh tới ở này, tắm rửa nấu nướng này đoàn tụ nha. Kể một vài câu chuyện đi đường học kể gì đó, rồi qua hôm sau là nghỉ ngơi xong là gia đình có gợi ý rồi. Thí dụ chuẩn bị học thi bằng lái xe, hoặc là làm giấy tờ sơ, rồi khi nào có lái xanh bàn tới cái chuyện đó. Kế tiếp đó là cố gắng
coi chạy đi tới cái chỗ mà thi lái xe đó, kiếm giấy tờ cái tài liệu của thi lái xe để mình học. Quá sướng. À, coi như là về nhà người bảo lãnh ở được mấy ngày ăn chơi rồi, người nhà mới gợi ý là đi học lái xe, đi làm những cái giấy tờ xấu số. Anh nói vậy thôi, anh nói vậy thôi cho người nhà giúp hết đó, tôi tin như vậy. Tại vì một người mà coi như là gamer như anh, coi như lấy sân bay mà nói tiếng Việt với mấy 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 cái ông Nhật, mấy ông Hàn Quốc, mấy ông Philippines thì biết rồi. Thì làm sao mà anh có thể anh tự mà anh đi học, anh liên hệ, anh học lái xe rồi anh làm giấy tờ được? Tôi nói tất cả những cái việc đó là người nhà anh giúp, người bảo lãnh anh giúp. Trời ơi là trời, sướng quá anh ơi. Mà anh nói tôi thèm, tôi chảy nước miếng anh ơi. Tất cả những cái việc đó chắc chắn là người nhà anh giúp. Ngay cả cái chuyện mà ghi tên học lấy xe, học ở đâu, rồi làm giấy tờ xấu xô gì gì giấy tờ gì đó, là tất cả là người nhà anh giúp, anh không thể làm được, chắc chắn như vậy. Sướng quá rồi chứ nữa. Còn tôi tự tôi làm hết chứ ai làm giùm cho. Tôi mày mò tôi làm hết. Cũng may là trước khi mà đi qua Canada là cái vốn tiếng Anh tôi cũng tương đối, tôi tự tôi làm hết các bạn. Thậm chí tôi cũng tới cái chỗ gọi là Vietnamese Community, tức là cái chỗ mà cộng đồng người Việt Nam tôi hỏi tôi cũng cần luôn. Vậy là anh hạnh phúc hơn tôi bao nhiêu rồi. Anh mang ơn những người bảo lãnh nhiều lắm đó anh Năm nha. Anh mang ơn nhiều lắm đó, anh không bao giờ anh trả hết được đâu. Tiếp tục nghe. Thi lái xe đó, cái đó là quan trọng nhất khi qua Mỹ, lúc nào cũng phải nói tới cái chuyện thi lái xe cái đã. Chính xác như vậy các bạn. À, các bạn Việt Nam hay là các bạn ở nước khác nào đó mà tới Mỹ hay tới những cái nước phát triển như Mỹ, Canada, Anh, Úc rồi vậy, cái việc đầu tiên là phải lái xe. Tại vì có xe thì các bạn mới đi được, nhất là ở những cái nước rộng như Canada với Mỹ này, rộng ghê lắm, rộng gấp 30 lần Việt Nam lận. Các bạn không thể đi xe đạp được, xe máy thì họ không cho đi, đi mô tô dân dân xịn mới đi, mà dân giàu mới chơi mô tô đây, không ai chơi mô tô đâu, mà dân giàu mới chơi, mà mô tô đi chơi thôi. Cho nên bên này là phải học lái xe, đi xe ô tô, xe hơi. Mà muốn lái xe là phải học. Thế còn cái bằng Việt Nam á, con không có xài được 3 tháng đầu thôi. Cái bằng B1, B2 đó. Qua bên này phải học lại hết. Tôi qua bên này, tôi lý thuyết tôi phải thi lại. Thực hành tôi phải thi lại các bạn. Họ không chấp nhận cái bằng lái xe bên Việt Nam, tại vì nó tương đồng cái cách lái các bạn. Phải học hết. À, tôi cũng nhắc nhở các bạn như vậy. Thì cái lời chia sẻ của anh Năm Lúa, cái điều này là hợp lý. Chi phải có bằng lái xe và sau đó mua cái xe cà tàng đi. Nếu người nào mà tiết kiệm xe bên này 2-3 ngàn gì có, 5 ngàn xe cũng được rồi, 10 ngàn xe cũng tương đối rồi đó, tất nhiên xe cũ thôi. Thì cái điều này mình thừa nhận nha, và tôi cũng chia sẻ lưu ý những cái bạn Việt Nam như thế. Tiếp tục nha. Lấy kênh này kênh chia sẻ cuộc sống mà. Để lấy cái bằng này xong mới đi làm việc đó. Còn nếu rủi mình xin việc làm được trước mà chưa có bằng lái xe đó. Cái này là hên nha, phải rủi mà chưa có bằng lái xe mà đã có việc rồi là hên nha, rủi gì. Trời là trời. Đi qua bên Mỹ mà bằng lái xe thì chưa học xong mà đã có việc rồi là hên lắm á. Tức có nghĩa là người nhà xin giùm đó, thì từ từ tranh thủ để mà học lái xe. Vào buổi khác bên này người ta học lái xe gọi là năng động đó các bạn, không phải đi vô cái lớp ngồi học học như Việt Nam đâu. Các bạn thích học giờ nào được hết trơn, lý thuyết tự học cũng được mà đi học trường cũng được. Còn thực hành á, thì giờ nào rảnh á, thì kêu thầy tới tận nhà chở đi mà dạy, chứ không phải học theo cái lớp lớp như gò bó như bên Việt Nam. Cho nên á, đi làm rồi thì thời gian rảnh thì học, như vậy là hên chứ không phải là xui xui. Anh ấy ngược không hả? Mà đi qua cái có công việc làm liền mà đi xui, ông này muốn làm việc hay sao á. Tiếp tục nha. Thì mình nhờ chở đi, nhưng mình nhờ ai đó khi đó nó diễn biến, chứ mình không biết được nhờ ai. Ví dụ nhờ gia đình rồi nhờ ai đó mà trong khi có điều kiện nào đó thì mình theo được. Thì nhờ người bảo lãnh chứ ai, họ còn bảo lãnh anh qua được cơ mà. Họ còn bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ chi phí ra. À, họ phải có income đàng hoàng nha, mới bảo lãnh được anh. À, họ đem anh qua được, thì chẳng lẽ anh không nhờ người ta chở đi được à? Tất nhiên cái lúc giờ người ta rảnh, người ta mới chở anh đi học lái xe. À, hoặc người ta chở anh lên trường học lý thuyết. Còn không thì anh tự gọi thầy về nhà, người ta dạy cho, không gọi người nhà dạy cũng được. Đến ngày gọi người nhà dạy cũng được, đến ngày đi thi thôi. Chứ không phải là mình làm gì mình bắt người ta làm được. Người ta còn công ăn việc làm nữa, người ta đã bảo lãnh của anh rồi, quá đó là quá nhất rồi. Anh đừng có trách móc người ta là bây giờ nhờ cũng khó lắm. Cái ý anh nói như vậy, nhờ cũng khó mà toàn đi muốn đi nhờ người ta không hả. Tiếp tục nha. Đó rồi mình vô hãng mình làm, khi có bằng lái xe là mình tự lái. Lúc đầu lái cũng lo lắm, nhiều khi tung chỗ này lủi chỗ kia,
mẹ lái xe mà tung cho này lùi vô kia. Tội của ông nội, đã đi học lái xe rồi, học lý thuyết và lẫn học thực hành rồi, thi thố đàng hoàng rồi mà đạt yêu cầu á, thì người ta mới cho đậu. Mà thi lái xe bên Mỹ, bên Canada khó lắm, thì dễ đó các bạn. Người ta lái thực tế, không phải lấy hình để đồ đâu. Ra đường lái, lái trong city, lái trên highway, lái trên freeway, chứ không phải lái trong hình đâu. Mà khi mà họ đã chấm mình đạt rồi thì làm cho cái chuyện mà đi lụi chỗ này lụi chỗ kia, mẹ nói như ghê ông, lụi chỗ này lụi chỗ kia mắc đen chết bà luôn, lụi bậy lụi bạ bắt đi tù, như làm cái chuyện mà mới đầu lụi chỗ này lụi chỗ kia nó lắp xàm không mà, như ông này không biết lấy xe luôn cái sao. Thì tiếp tục rồi từ từ cũng phải quen thôi, dù đó là nam hay nữ. Tiếp tục nha, tôi tua cả, tiếp tục nha. Khi mà gợi ý trả tiền phòng rồi lấy tiền ăn cái nọ, là khi đó tự nhiên giữa người được bảo lãnh qua và giữa người thân nhân bảo lãnh qua, có nghĩa là người ruột thịt gia đình mình đó, tự nhiên trong lòng có một cái gì đó mà người mới qua suy nghĩ nó, ủa tại sao mình ở bên Việt Nam mà gia đình mình gửi tiền về cho mình ăn hàng tháng không hề tính toán, mà giờ này mình qua tới đây người ta tính toán từ tiền ăn tiền phòng. Đúng rồi chứ nữa, thơ là thơ. Khi mà người được bảo lãnh qua, là người bảo lãnh người ta chuẩn bị rất là nhiều thứ, như hồi nãy tôi trình bày. Nhưng mà khi qua được rồi thì ban đầu tiên người ta giúp, chúng tôi nói đầu video các bạn, thì thậm chí nhà nước người ta quy định như là phải lo về mặt tài chính cho cái người được bảo lãnh trong vòng mấy tháng, ví dụ như 6 tháng chẳng hạn. Tại vì tôi không có rơi hoàn cảnh này, tôi không biết, với tôi chưa bảo lãnh ai tôi không biết các bạn. Thì trong thời gian đó người được bảo lãnh có như ăn ở miễn phí, thậm chí đi học lái xe rồi vô tư. Nhưng mà khi mà đã trưởng thành rồi, tức là ở thời gian phải trưởng thành chứ, chẳng lẽ bắt người ta nuôi hoài có được. Ví dụ như có việc làm, có công việc ổn định, có thu nhập rồi thì lúc đó thì cái người được bảo lãnh là lẽ ra là phải có trách nhiệm chia sẻ cho người bảo lãnh, phải các bạn. Nếu mình còn ở nhà người ta, nếu người nào biết điều thì mình phải chia sẻ. Ví dụ như mình ăn nhà người ta, ít ra mình phải trả tiền ăn của mình với gia đình mình nhé. Rồi mình ở chẳng hạn, ở nhiều khi mình cũng phải chia sẻ ít. Tại vì người ta có phòng mà ta cho mình ở, nếu mình ở thì người ta cho người khác ở, thì người ta đã có thu nhập rồi, đây đằng này mình chiếm phòng rồi thì mình trả ít ra được nửa cho người ta chứ. Tự động mình phải trả. Nếu mà người biết điều, như người được bảo lãnh, như đã được bảo lãnh qua rồi, khi mình có thu nhập rồi, mình phải tự nói chủ nhà, thôi bây giờ anh chị này hay là chú bác này thôi cho tôi chia sẻ tiền ăn này, tiền ở này, ví dụ như vậy, tiền điện, tiền nước, mình nói tiền điện, tiền nước như vậy. Lẽ là phải nói như vậy. Đằng này đối với anh Năm Lúa, bây giờ than vang cái chuyện tại sao là trước đây là họ chưa bảo lãnh mình, họ qua Việt Nam, họ lo lắng mình như thế, họ cho tiền cho bạc mình như thế, họ đi bao đi ăn đi ở như, thậm chí họ đem mớ tiền người ta bảo lãnh mình như thế, mà bây giờ qua bên Mỹ rồi người ta lại bắt mình là trả tiền ăn, trả tiền phòng là sao? Tự nhiên thấy cái khoảng cách giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh nó sâu xa, không có được. Mình phải hiểu ý đó. Mình phải hiểu anh Năm Lúa ơi, các bạn ơi. Còn không á, thì khi các bạn đủ lông đủ cánh rồi, các bạn phải ra ngoài ở, các bạn không thể ở nhà người ta mãi được. Nhà người ta chỉ có chừng đó thôi. Bên Mỹ này, bên Canada, các bạn, người ta xây nhà bự vậy đó, chỉ có vài ba phòng ngủ à. Nhà đông thì tao nói cỡ 6-7 phòng ngủ là nhiều, nhưng nhà thật đông thường thường là 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ thôi. Cái nhà bự vậy chỉ có 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ thôi. Mình ở nhà người ta là phiền như vậy rồi, bắt đầu tiên thời gian như vậy thì cũng tạm được. Khi mình có công ăn việc làm rồi thì lẽ ra mình phải tự đi, mình tự đi mình thuê phòng. Chứ đằng này để người nhà mà nhắc ông ơi, ông trả tiền ăn, tiền phòng đi thì quá lắm rồi, không nên như vậy các bạn. Mình phải tự nói, mình phải tự đi, chứ không thể ai nuôi mãi mình được. Còn cái chuyện mà trước đây người ta đi về Việt Nam, người ta cho mình ăn, người ta cho mình chơi, người ta gửi tiền về, đó là cái chuyện khác. Người Mỹ người ta rạch ròi, đó là cái chuyện khác. Nhưng mà khi bảo lãnh qua, tôi giúp anh qua, anh có việc làm rồi thì anh phải tự lo, không thể tôi lo mãi được. Cái chuyện hiển nhiên cho dù người ta giàu tới đâu cũng vậy à. Chứ ai mà bản thân mình, người được bảo lãnh qua, mình cũng phải hiểu ý như vậy, phải không các bạn? Ngày tiếp, nha. Tôi nói như vậy có đúng các bạn? Nếu tôi nói sai các bạn cứ bình luận bên dưới. Tiếp tục. Đúng rồi chứ nữa, làm sao mà thấy thế nào, đó là chuyện hiển nhiên, không thể thế nào được. Ở đâu vậy thôi, bây giờ ở Việt Nam vậy thôi. Ví dụ như là ở Việt Nam, ở thành phố như rồi coi như là kêu giúp mấy người ở quê lên, tôi ví dụ như vậy, ở quê lên ở thì trong thời gian đầu á thì họ lo. Khi mà người ở quê lên mình đã có công ăn việc làm ổn định rồi á,
À, thì phải tự tách ra đấy chứ, tự sinh sống đấy chứ, chẳng lẽ ở nhà người ta mãi tiền 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 thu nhập tiền lương bỏ túi, à, tiêu pha đem về quê, còn tiền ăn tiền ở không được cho họ à? À, vừa phải thế chứ, ở đâu cũng vậy hết trơn chứ đâu phải ở Mỹ các bạn, ở đâu cũng vậy hết á. Ví dụ một tháng thì một phòng đó là người ta cho thuê 500, nhưng mình người nhà mình phải trả cho người ta ví dụ 300. Đúng rồi chứ nữa, vậy là ưu đãi á, lẽ ra phải trả tiền nữa kia 600 nữa kia. Mày trả phải ưu đãi còn không đi ra ngoài thuê đi. Cho nên mình nghĩ, ôi chà, nếu như người Mỹ mà về Việt Nam á, ở nhà mình á, thì mình cho ở 1 2 tháng 1 năm mình cũng không lấy tiền nhà tiền phòng nữa, chỉ lấy tiền ăn là cao tay. Tại sao qua đây là lấy tiền phòng của mình? Anh nói ngược rồi, người Mỹ mà về Việt Nam á là người ta về người ta chơi ít ngày ít tuần, cùng lắm người nào rảnh hơi lắm thì tháng người ta mới về lại Mỹ thôi, mà người ta đi khắp nơi chứ không phải người ta ở nhà Việt Nam mà làm cái gì. Mà người ta đi từ Mỹ người ta qua Việt Nam là người ta bung tiền ra rất là nhiều, giống như hồi nãy anh nói kia, người ta cho tiền cho bạc, người ta cho ăn cho uống cho người Mỹ nào về Việt Nam mà ở cả năm. Nếu họ họ làm ăn cả năm thì họ đi thuê nhà họ ở, họ đi ở chỗ khác, họ đi mua nhà họ ở, chứ họ ở nhà anh làm gì, nó ngược. Còn người ta đi chơi vài ba ngày vài ba tuần người ta về thôi. Anh nói ở, ý anh nói là ở Việt Nam á, bây giờ người Mỹ về ở cả năm được, không lấy tiền lấy bạc gì hết, cùng lắm lấy tiền ăn, mà tại sao á, là anh qua Mỹ rồi á, mà tại sao lấy tiền ăn tiền ở của anh, các bạn hiểu sao tôi chịu luôn á. Lấy cả tiền ăn mình nữa, rồi ở trong nhà đôi khi Lấy tiền ăn đúng rồi chứ nữa, tại vì do anh không có trả lo, do anh không có tự nguyện. Lẽ ra khi anh có tiền anh phải nói nè, bây giờ cho tôi chia sẻ tiền ăn tiền ở của tôi, tiền điện tiền nước nè anh chị hoặc là ông bà, đằng này anh không nói mà để người ta nhắc như vậy là anh còn khó chịu gì nữa. Anh để người ta tự đòi như vậy là cũng hơi quá, nó không thì anh tách ra anh ở, tại vì anh có thu nhập rồi, chẳng lẽ anh có thu nhập anh bỏ túi còn tiền ăn tiền ở nên là chùa người ta không được, ai chơi kiểu đó ở đâu vậy, không phải ở Mỹ. ta phải lạ lạ thế nào đó. Đó, rồi ở một thời gian dài rồi trong gia đình cũng có sự gay cấn à. Đó thấy chưa các bạn, thấy chưa, từ cái người nhiệt tình bảo lãnh à, cho anh năm lúa qua, người ta rất nhiệt tình, người ta rất thương, người ta đùm bọc, người ta bảo lãnh qua, mà đó là người nhà không nha, nếu mà bảo lãnh được nhé. Bây giờ lại ở một thời gian trong nhà người ta rồi lại xích mích lẫn nhau, khó chịu lẫn nhau chỉ vì cái chuyện không chia sẻ cái chi phí cho người ta, các bạn nghĩ thì sao? Vậy mà anh ngồi anh chia sẻ được, ý anh nói với người Việt Nam hiện tại nghe nha, à, đi qua Mỹ nó khổ ghê gớm lắm, à, đi qua bên kia à, ở nhà họ thời gian thôi, có công việc á, là phải tự tách ra, còn không tách ra ở nhà người ta là phải trả tiền tiền ăn, phải trả tiền nhà, chứ không có cái chuyện miễn phí đâu, mà cực khổ lắm, cực khổ lắm. Ý anh nói như vậy mà nó anh chia sẻ như vậy đâu có đúng, mình phải tự lo với ai có thu nhập tiền bỏ túi mà coi như là đi ăn cá người ta sống được. Không dài đâu, trong thời gian vài tháng thôi à, là lạc đặt ra được kiếm nơi thuê ở rồi, không muốn ở chung nữa. Đúng rồi chứ nữa, trong thời gian vài tháng nếu có việc là cũng phải lật đặt đi thuê chỗ khác rồi, đó là hiển nhiên. Nếu còn nhà nước người ta có thể người ta quy định á, là cái người bảo lãnh có thể bảo lãnh, tôi không nhớ chính xác nha, hình như Canada là 6 tháng hoặc là 1 năm gì đó, nhưng mà nếu trường hợp mà người đó mà đã có công việc rồi á, thì tự nguyện mình phải ra chứ không đợi ai nhắc hết trơn á, tự nguyện mình ra mình tách ra, mình cảm ơn mình tách ra, còn mình muốn ở đó thì mình phải chia sẻ, đó là hiển nhiên vậy rồi. À, ngồi chia sẻ với kỳ vậy năm lúa. Anh toàn muốn đi ăn ở chùa không. Tiền thì bỏ túi mà ăn chùa người ta. Tội nghiệp họ. Tại vì cái tư tưởng của người cũ và một người mới á, nó khác nhau hoàn toàn đó. Người cũ người ta tỏ vẻ là ta đây hiểu biết cái mặt bên bên khác hơn là cái người mới qua. Người mới qua người ta hay gục đầu chịu chịu những cái lời lẽ của người ở lâu nói, rồi người ta ngơ ngác họ đi đứng, người ta không biết đường đi. Cái này tôi nghĩ là những người bảo lãnh họ không làm vậy đó các bạn, họ là bà con rất là thân tình, họ bỏ tiền bỏ bạc bỏ công sức ra người ta bảo lãnh qua cho cái người Việt Nam qua, thì người Việt Nam qua mới thì ngơ ngơ ngáo đúng rồi chứ nữa, thì họ phải có hướng, họ là có trách nhiệm người ta hướng dẫn để làm gì, để cho cái người mới là nó phù hợp với xã hội mới nhanh hơn,
thì người ta chỉ cái này chỉ cái kia chỉ cái nọ, thì lẽ ra là phải cảm ơn người đó. Đằng này là anh là ngồi trách, anh nó người cũ thì họ vên vá thế này, còn người mới thì ngơ ngơ ngao ngao, chính ngơ ngơ ngao ngao họ mới chỉ, còn họ ghét họ không nói chị, họ thả cho mà ông thích làm gì ông làm, mà ông may mắn như vậy còn rê nhìn nữa. Còn tôi này, mà tôi người mới này, tôi qua bên Mỹ, bên Canada này, mà tôi ngơ ngơ ngác ngác thế này, tôi hỏi ai cũng cũng ai nói gì tôi hết, tại vì họ đâu có thân tình với tôi đâu. Rồi tôi tự tìm hiểu, tôi tự hội nhập, tôi tự bắt chước người ta. Anh là có người hướng dẫn rồi anh sướng rồi, nhưng mà khi mà người ta hướng dẫn anh là anh tỏ vẻ anh khó chịu. Bây giờ anh nói họ là vên váo giống như ta đây vậy đó, đâu có được. Anh chưa kịp cảm ơn họ mà bây giờ về Việt Nam giờ ngồi nã về những người bạo lãnh, tôi thấy mà tội nghiệp cho những người bạo lãnh. Rồi nói người ta không biết đường nói, rồi vô hãng làm được rồi thì cũng không biết nói tiếng Anh nữa, rồi đâm ra là bị người trong hãng ăn hiếp. Nói chung là không phải ăn hiếp bằng chửi qua chửi lại, mà người ta có cái hành động sai vặt mình, là người ta những cái hành người ta sai vặt thì vô. Tại vì anh là thợ đụng, anh có nghề nghiệp gì hết, đi qua tiếng Anh cũng biết, bằng cấp thì cũng có, kinh nghiệm thì coi như là qua Mỹ là zero. Thì anh vô hạ anh làm á, thì anh sẽ chịu sự quản lý của một người gọi là cái lead, ông leader người Việt. Chứ làm sao mà anh chịu sự quản lý ông khác được, ông tiếng khác được nói ông đâu có hiểu. Thì ông là thợ đụng á, thì họ nói đâu làm đó thôi chứ nữa, nhưng mà họ nói đâu đó họ trả lương. Tại vì anh là thợ đụng, anh không có một cái nghề gì nó chính xác cái gì, cho nên là người ta là nói anh cái gì anh phải làm cái đó, mà người ta trả lương chứ không phải là người ta bắt anh làm xong rồi anh về tay không. Không hiểu được. Động trên tập mình có làm nhanh hay làm chậm nè, rồi người ta chê bai sau lưng mình vậy. Đúng rồi chứ nữa, người ta xem anh làm nhanh hay làm chậm. Qua bên này người ta trả lương giờ, một giờ bao nhiêu đô, 10 đô, 15, 20, 30 đô. Một giờ đó phải làm cho ra hồn, ra dáng chứ không phải á. Là coi như là việc xong cái tà đi lui đi tới, rồi nói chuyện không được, không có tà như Việt Nam được. Người ta trả lương từ hàng giờ, mà chính làm lao động kiểu đó thì đất nước Mỹ mới phát triển, kinh tế Mỹ mới phát triển, quốc gia Mỹ mới phồn vinh. Còn vừa làm vừa tà vừa hút thuốc vừa uống cà phê vừa nói chuyện đi trễ về sớm thì đâu có được, đâu có phù hợp với cái xã hội Mỹ đâu. Nếu mà anh không muốn như vậy thì anh chỉ quay về Việt Nam thôi. Tại sao anh ở tới 20-30 năm giờ anh về anh ngồi anh nói thế này? Nhóm người Việt Nam với nhau á, làm chậm làm nhanh không biết làm mà lung tung hết đó. Nói chung là đúng rồi, làm chậm có người ta thúc phải làm nhanh, tại vì thằng chủ nó trả lương mà xứng đáng, chứ còn không phải do cái ông leader người Việt này đâu. Ông leader người Việt này, ông làm cái công việc của ông, làm cái job của ông phải quản lý, cho nên ông phải thúc nhân viên phải làm cho nhanh, cho đàng hoàng mới kịp tiến độ được chứ. Nếu làm tà đâu có được, bên Mỹ có làm tà được, làm tà nghèo sao? Ai làm tà hay gì nghèo, đúng rồi, Việt Nam nghèo, không đủ như nữa, toàn mấy người tà không mà. Nhiều cái áp lực đó, tự nhiên cái khi về nhà thì tiền phòng của gia đình, bây giờ người ta lấy tiền phòng thì ăn lúng túng á. Rồi nói chuyện với nhau thì hai bên nói không hợp với nhau, mỗi bên nói một cái. Coi như đi làm hãng á, thì người ta bắt làm nhanh không được làm chậm. Người ta quan sát thêm thử mình có là mình làm cái gì. Là bây giờ người ta trả lương mà. Rồi đi về nhà, rồi bây giờ phải tiền ăn tiền nhà, nó đau buồn quá. Rồi hai bên nói không hợp nhau. Từ cái chuyện á, mà không có chia sẻ chi phí cho chủ nhà, nó sẽ gây ra cái chuyện khác các bạn. Chứ không có gì hết trơn. Nếu vậy thì tách ra ngoài làm, ở đây còn không thì chẳng đời có đi về Việt Nam, ai nuôi hết thì về Việt Nam đi. Mà chết đó, thì mình ngồi trong xe, mình không được đi xuống xe. Mình để hai cái tay lên cái quay lăng xe đó, không được thò tay lung tung. Cảnh sát người ta tới, người ta kêu mình quay. Bây giờ anh chia sẻ cái chuyện là lái xe mà bị vi phạm pháp luật á, thì ngồi trong xe phải để hai cái tay trên vô lăng, không có được á, là coi như là manh động để cảnh sát người ta hiểu lầm. Thì cái chia sẻ này á, thì tôi không có ý kiến gì, thì cũng đúng vậy thôi các bạn. Bên này mà cảnh sát người ta thổi lại á, là mình phải để hai cái xe trên cái vô lăng, không có được manh động, không có được mà rút tiền ra đưa hối lộ đó nha. Mà rút tiền ra đâu thấy người ta tự rút cái kia ra là coi như là làm luôn đó. Thì cái này tôi không có ý kiến các bạn. Tới này tôi không có ý kiến, để xem thử cái cuối đoạn video anh ta nói gì này các bạn nha. Dài hai tay ra, nằm dài ra, giơ hai tay đó, không phải tài sản của mình, không được quyền lấy. Cho nên là ở bên Mỹ là một rừng lực. Nó còn cái này nữa, tôi cũng giá. Không phải tài sản của mình, không được lấy, đúng rồi chứ nữa. Mà tài sản của mình đi lấy bậy lấy bạ, nó mình ăn trộm sao?
Đúng mới chính xác, anh chia sẻ như vậy chính xác á. Tài sản người nào của người đó không có được lấy tài sản của người khác, không có được coi như là giả vờ mượn. Chính xác nha, bên này luật lệ đúng một rừng luật như vậy, làm gì có luật pháp đàng hoàng, thôi nó loạn xã là sao, xã hội như vậy mới ổn định được các bạn. Để xem thử chia sẻ gì nữa nha. Tôi cũng nói cho người mới qua Mỹ biết nè, gặp trẻ em của Mỹ mà đi trong chợ đi gần mình đừng có đừng gần, đi đứng gần nó quá. Rồi, như vậy chính xác. À, bên này trẻ em người ta được bảo vệ rất nghiêm ngặt, đừng có tới á, là víu mặt víu mày rồi víu chim víu chuột người ta, à, là điều không nên làm. À, cái đó là có thể là bị kiện tụng rất là phức tạp, tại vì bên này người ta bảo vệ trẻ em rất là nghiêm ngặt. Ok các bạn, à, thì cái bình luận, cái chia sẻ của anh Năm Lúa như các bạn nghe và tôi cũng có cái lời, à, tôi bình luận thêm như vậy để các bạn hiểu rõ hơn thôi. À, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngắn này. Nếu các bạn nào mà thấy tôi bình luận vui hay, à, các bạn cho tôi nút like nha. Và nếu các bạn thấy cái bình tôi bình luận bị thiếu á, à, thì các bạn, à, hãy bình luận bên dưới để mà người khác người ta nghe tôi nói không đủ, người ta nhìn xuống bên dưới thấy bình luận các bạn. Rất cảm ơn các bạn. Chúc một ngày mới dồi dào sức khỏe. Bye bye.